các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. hôm 4 tháng 2, mỹ tâm chia sẻ trên trang cá nhân loạt hình ảnh đến thăm các nghệ sĩ lão thành tại viện dưỡng lão nghệ sĩ. cô mặc áo thun giản dị, đến tặng quà tết và trò chuyện cùng các bậc tiền bối. với nữ ca sĩ, đó là một chuyến đi rất ý nghĩa vào những ngày cuối năm. cô cầu mong mọi người nhiều sức khỏe và an yên. hai bàn tay của mỹ tâm đều băng bó băng gạt. trong loạt ảnh được đăng tải, hai bàn tay của Mỹ Tâm bị băng bó khiến nhiều khán giả lo lắng. Chiều nay ngày 5 tháng 2, nữ ca sĩ lên tiếng để chấn an phan. Cô giải thích, tay mình chỉ bị chấn thương nhẹ do các hoạt động thường ngày thôi nên các bạn đừng lo gì nha. Do để lâu ngày không quan tâm nên nó nhõng nhẽo chút, mình băng bó thuốc xong giờ đỡ rồi. Cảm ơn các bạn nhé. Mỹ Tâm chụp ảnh kỷ niệm cùng nghệ sĩ Thiên Kim và các bậc tiền bối khác. Trước đó, khi biểu diễn tại lễ trao giải làng sóng xanh tối ngày 28 tháng 1, giọng ca yêu dại khờ cũng lộ bàn tay băng bó. Tuy nhiên cô khéo léo diện trang phục trắng, bỏ một tay vào túi quần khi biểu diễn khiến khán giả khó nhận ra phần băng gạt. Mãi đến khi MC giao lưu và thông báo đến khán giả về việc Mỹ Tâm gặp chấn thương ở lòng bàn tay mọi người mới hay biết. Cherry Trần